thầy cô nhiều quá. Thực ra thì chúng ta luôn luôn gặp rất là nhiều tiếng vang và tiếng vọng trong đời sống của mình, thấy không? Lúc nãy kể cả khi tất cả chúng ta cùng ở đây và tĩnh lặng 2 phút, thì khi các bạn nhắm mắt hay khi các bạn mở mắt hay khi các bạn ngồi yên đi chăng nữa, các bạn cũng vẫn có thể nghe được tiếng thở của mình, tiếng đập của mình ha. Chị nghĩ rằng những tiếng vọng là một phần của cuộc sống. Và ngày hôm nay khi chúng ta đến đây và chúng ta ngồi lại với nhau trong cái gian phòng rất là ấm áp, đáng yêu như thế này, cảm ơn cha. Thì là chị tin là những cái năng lượng của chúng ta nó sẽ giao hòa với nhau ở cái không gian này và trong cái khoảnh khắc này. Chị cũng hy vọng rằng là nó sẽ đem đến cho các bạn một hành trình gõ cửa tâm thức. Để trên hành trình mình bơi ra bể lớn, mình cũng có thể trở về với trọn vẹn bản thân mình. Chị là Hồng Anh. Chị làm về phát triển văn hóa đọc, cũng là một giám khảo hắc ám của những ngón tay đao cho các cuộc thi. Còn đây là anh Tâm Bùi. Anh Tâm Bùi thì các bạn biết là tác giả của cuốn Cá Hồi. Nhưng mà trước khi mà viết Cá Hồi thì Tâm Bùi có viết một cái cuốn, đó là Bụi Đường Tuổi Trẻ. Không biết các bạn nào ở đây đã đọc cuốn Bụi Đường Tuổi Trẻ chưa, giơ tay chị xem với. Một, dạ, tiếp về luôn. Chị nghĩ là các bạn nên đọc Bụi Đường Tuổi Trẻ trước khi mà các bạn đọc Cá Hồi luôn đó. Bởi vì Bụi Đường Tuổi Trẻ, chị cảm giác rằng đó là cái hành trình mà mình đi, thấy không nhỉ? Còn Cá Hồi là hành trình tìm thấy cái con người bên trong mình. Chị tiếp xúc với Bụi Đường Tuổi Trẻ và chị đã cảm thấy nó wow. Còn Tâm, khi mà em viết Bụi Đường Tuổi Trẻ đó, viết xong nó em có wow không? Hình như là cái tác phẩm nào mình làm nên thì em cũng rất là thích. Giống như mới nãy em cầm sách lên, em thấy em thích đẹp quá. Thật sự là cái tác phẩm nào mình làm nên là mình đọc lại mình thấy hay, và đôi khi là mình thấy mình không biết là tại sao mình có thể làm được cái đó, thì em nghĩ là đó là một cái tác phẩm mà nó thành công trước mắt là với bản thân mình. Còn với các bạn khán giả thì mình chưa biết như thế nào, nhưng mà với bản thân mình phải thành công trước đã, thì em thấy là cũng Bụi Đường Tuổi Trẻ là nó thành công với chính bản thân em. Tức là em yêu thích nó. Em yêu thích nó. Cho nên khi mà chúng ta đưa ra một tác phẩm thì quan trọng nhất là chúng ta yêu nó đã. Mình viết xong một tác phẩm với em nhìn mà tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái câu là văn mình vợ người. Thường văn mình ở đấy hay. Chứ còn đọc văn người khác thì lại sẽ đẩy ra cái nhận định hay là cái phê phán hay là tôi không thích. Ok, thực ra thì các bạn có quyền nói thích hay không thích nha, kể cả với Cá Hồi hay là với Bụi Đường Tuổi Trẻ. Còn cá nhân chị, thực ra thì chị đọc Bụi Đường Tuổi Trẻ sau khi chị gặp Tâm ở làng Mai. Và có lẽ là bởi vì Tâm là một nhiếp ảnh gia, cho nên là cái Bụi Đường Tuổi Trẻ đấy nó cực kỳ hình ảnh. Chị rất thích những bức ảnh ở trong đó. Nếu mà nói về đẹp đó mà, thì Bụi Đường Tuổi Trẻ nó có vẻ như đẹp hơn có đầy nhiều, màu sắc hơn có đầy nhiều. Trong đó từ cái cách trình bày cái trang bìa đã rất là đặc biệt, cho đến cái những cái trang phục bên trong là các bạn thấy cảm giác như là các bạn theo Tâm đi đến rất nhiều miền đất với rất nhiều câu chuyện, có những khó khăn, có những khoảnh khắc rất là trầm buồn, nhưng cũng có những cái hoan ca. Bụi Đường Tuổi Trẻ là cuốn sách mà chị đã dùng nó để giới thiệu cho học sinh của chị và mang Tâm Bùi đến với học sinh của chị. Còn ngày hôm nay khi chúng ta đến đây với các bạn ở những ngón tay đan thì là mình đến với Cá Hồi. Và nguyên cái cuốn sách này làm gì có tranh nào đâu. Chữ không là chữ. Chữ không là chữ mà trời ơi. Nãy Tâm vừa ngồi ở đây Tâm nhìn thấy cuốn này bảo đẹp quá. Các em thấy cái đẹp không, cho Tâm chào tay. Thực ra là vỗ tay thảo mai đó thôi, đã ai kịp nhìn kỹ đâu.
Lúc mà Tâm nói với chị về cá hồi á, chị cũng bị bất ngờ. Tại vì vào một cái mùa hè, nọ ở tại cái xích đu trong vườn nhà chị, thì chị cũng vô tình cùng đọc với một chú bé một cuốn sách có tên là Cá Hồi, một cuốn sách tranh. Và cái cuốn sách tranh đó thì nó mỏng thôi và đọc chỉ trong 15 phút thôi, nhưng mà chị bị ám ảnh luôn về cái cuốn sách đó. Cái hình ảnh con cá hồi nó ngược dòng, nó phải vượt qua bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là trắc trở, đến cái nơi mà nó sẽ đẻ trứng. Và thực ra thì đến cả cái khoảnh khắc đấy thì nó cũng biết rằng là nó sẽ ra đi, nhưng nó vẫn lại. Câu chuyện nó thực sự là đánh động chị ấy. Xong cho nên lúc mà Tâm đang cái cuốn cá hồi đấy tặng chị, chị khá là bồi hồi, chị nhớ lại câu chuyện đó. Chị rất là tự hỏi là các bạn ở đây, cho các bạn ở đây, có bạn nào khi nghe cái tên cá hồi thì cái hình ảnh đầu tiên mà mình mường tượng ra là gì? Sashimi. Rất là ngon lành đó. Rất là nuôi dưỡng. Em nhớ tới cái cuốn mà Hành Trình Về Phương Đông. Thật sự là cái cuốn cá hồi này em nhảy vào một chút xíu. Tại vì em đang chắc một lát nữa mọi người sẽ không còn nói về cá hồi. Em cứ như mọi người thôi, cứ nhảy thoải mái. Em nghĩ nó đơn giản như này là cái cuốn này khẳng định, giống như cổ vũ em thêm một lần nữa. Em đã nghe pháp của anh cha một khoảng thời gian rồi, nhưng mà em không thực hành. Xong rồi em nói lúc chị Hà gửi em cái cuốn này, em nói chứ giống như kiểu mình không tránh được, mình không thực hành á. Mình cứ nghe pháp thôi mà mình cứ kiểu là nhà mình có đạo tôn giáo thôi, nhưng mà mình tự nhiên mình tìm thấy được một cái tôn giáo hoặc là một cái con đường thực hành của mình á, nó rất là rõ ràng. Nó không có phải là một cái gì đó rất cụ thể về những cái giáo lý này kia, nó rất là ứng dụng và được do mình tự do lựa chọn. Nó lại hợp với con đường viết của mình nữa. Em đã cai nghiện cái bút khoảng thời gian thôi, rồi thay đổi đến mức bị mất tương tác rất nhiều, nhưng mà em bắt đầu học chấp nhận, thì cái cuốn cá hồi này cổ vũ em là cái điều đó là đúng. Nó rơi vào đúng thời điểm này, cho nên là mới có cái cuộc tĩnh lặng kia, chứ bình thường là em cũng rất là năng động. Và em biết là để bây giờ làm những cái chương trình này, kết nối tâm và muốn là mình phải cảm nhận những cái điều đó là thường thường. Thì cảm ơn Tâm phần nữa. Để Cường có nói một câu mà chị nghĩ là có lẽ các bạn cũng có chung cái cảm nhận đó, tức là mọi thứ nó đến với mình đều là đúng thời điểm, chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại có mặt ở đây, những người này, ở khoảnh khắc này, và chúng ta trò chuyện về cuốn sách này. Không bao giờ là ngẫu nhiên nha các cưng, chắc chắn luôn luôn có một lý do nào đó cho việc mà mình đã thu xếp để mình đến đây và mình ở đây bên nhau. Tâm ơn, bởi vì nó không là ngẫu nhiên. Nên một câu hỏi dành cho em, em hai ngán cá hồi trong bao lâu? Cái cuốn này em bắt đầu viết từ năm 2020, đầu năm 2020, nhưng mà lúc đó viết là em không có định nó là một cái sách. Lúc đó em bắt đầu tập chánh niệm, thì xong mình có những cái thực hành như thế nào á, mình có trải nghiệm thế nào, thì em có biết là rất nhiều. Và tới hết năm 2022 thì nó thành một chặng đường dài. Và sau đó thì có những người bạn của em là có được đọc được cái chặng đường đó, thì bạn mới nói là nếu mà không làm nó thành một cái cuốn sách có đầu có đuôi thì rất là phí uổng. Tại vì thật sự nếu mà em đi qua nó rồi và em không cần nó, thì thật sự có những người khác họ cần cái đó, để giống như là họ thấy được là họ cũng đang bắt đầu trên con đường đó, và cũng có những người khác cũng đang đi trên con đường đó để họ không có cảm thấy bị cô đơn đó. Thì bạn em mới nói là đơn làm nên làm cuốn này đừng bao giờ bỏ uổng lắm. Thì tới cuối năm 2022 thì em mới bắt tay vào làm, thì cho tới tận bây giờ mới xong. Tại vì tất cả những cái bài thực tập và cái hành trình đó, nó thật sự nó có một cái con đường, nó có cung đường, nhưng mà để mà kết nối tất cả những cái mảng đó lại á, thì nó cần nhiều công sức rất là nhiều để làm sao cho nó có đầu có đuôi, nó mượt mà, rồi có câu chuyện, rồi có
tất cả mọi thứ nó tròn trịa lại thì cũng khá là tốn thời gian. Và cả cái phần về thiết kế bìa đổ làm sao cho nó thể hiện được đúng nhất cái tinh thần của cái cuốn sách này, thì và em thấy là mọi thứ nó thuận lợi từ đầu tới đuôi, tức là tìm được công ty xuất bản và họ cũng có những cái tầm nhìn cũng rất là giống với mình, và về cái phần mỹ thuật đó, họ cũng rất là kiểu như cùng với cái phong cách của mình luôn, nên là mọi thứ nó diễn ra rất là nhẹ nhàng, không có phải fighting gì quá nhiều. Dạ, thì em cảm thấy là cuốn sách này nó ra đời rất là may mắn. Nó ra đời rất là may mắn. Tức là ban đầu khi mà Tâm viết cuốn sách này, Tâm đâu có ý định khi mà Tâm viết lại cái hành trình của mình, Tâm đâu có ý định ra sách đâu. Chẳng qua là trên cái hành trình đó nó đủ cái lượng của nó 2 năm nhá. Rất là kiên trì và bền bỉ như vậy, và không hề áp lực, tại vì mình đơn giản là ghi lại những gì mình trải nghiệm và mình thấy thôi, mình cũng không phải để định để show nó ra cho ai xem hết, phải không? Như vậy là trước mắt là Tâm viết cho mình. Các bạn ở đây đều là những người viết, thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái câu hỏi dành cho người viết thường là viết cho ai, phải không? Viết để làm gì? Từ đó mình sẽ xác định là viết như thế nào. Với cái trải nghiệm về cái cuốn Cá Hồi mà tác giả Tâm Bùi vừa chia sẻ, thì các bạn sẽ thấy rằng là đôi khi trước mắt mình cứ viết cho mình trước đã. Bởi vì thực ra cũng trên thế giới này, tuy là vài tỷ người thì cũng sẽ có những người giống mình ở những cái thời đoạn đó. Và khi mà mình viết cho mình thì cái gì đạt được là lớn nhất hả các bạn? Viết cho mình á, cái sự chân thực, phải không? Chân thực, trung thực với chính mình, và nó thực sự là đời sống. Còn nếu mình nói rằng là tôi sẽ viết cho người nào đó đọc, đối tượng nào đó đọc, các bạn có thật sự hiểu hết đối tượng đó không? Các bạn có dám chắc là các bạn sẽ hiểu hết họ không? Không đâu, nó chỉ là một lát tắt rất nhỏ, một góc nhìn của mình về cái đó thôi. Cho nên thực ra thì viết cho mình là cái khó nhất nhưng cũng dễ nhất. Tại sao chị nói khó nhất? Tại vì là thực ra thì đâu phải ai cũng dễ dàng hiểu mình đâu. Phải không? Mình trưởng thành xong mình gặp bao nhiêu cái va động từ cuộc đời, bao nhiêu cái echo đó. Thế xong cái cuối cùng mình cũng có lúc hoang mang. Đâu mới là mình? Ai mới là mình đây? Cái hành trình đấy nó có trong đây luôn này. Chị nhớ vậy. Đó ha. Các bạn có muốn mình chơi thử một chút xíu? Chị hay có thói quen kiểu như Bói Kiều không? Mở ra đọc đại. Chia sẻ cuốn này có cái khả năng đó. Và rất nhiều người bạn của mình đó, là mỗi lần, nhiều lần mỗi ngày hoặc là mỗi lần họp lại á, là các bạn sẽ chia cho mỗi người lọc một cái lên một cái. Và mỗi lần lọc là nó sẽ ứng với cái vấn đề gì đó của cái người đó. Lần nào cũng đúng hết. Chị mời Thảo lập trước chị. Em đi cho Thảo lập trước chị. Lập mà không ok lập xe lăn nhé. Cái nào cũng được, cưng cứ thoải mái. Yes, cho chị xin. Không chơi chị nào nhé. Để đứng cái chỗ em lật đó. Rồi, thôi được rồi. Cưng lật và cưng giữ đó. Mình giữ cái trang đó. Em nhớ cái khúc đó không? Không, mình lật lại đi, thoải mái đi. Ok, rồi, cho chị xin. Okay, lúc nãy thì em có nhớ không? Ok, đúng rồi. Chúng ta có một cái trò chơi như vậy đó ha. Mình sẽ lật và thỉnh thoảng chị sẽ nghĩ luôn là chị sẽ đọc trang bên trái hay là trang bên phải, dòng số bao nhiêu luôn. Thần số học, số này số 9 này, cho nên là... cái trang này nó cũng đặc biệt đó nước tầm. Em muốn chị đọc bên phải, trang bên phải hay trang bên trái? Đây là cái trang cũng gây chấn động cho chị khi chị đọc. Chị
chị đã đọc xong cuốn này trong cỡ một đêm nhé. Nửa năm sau, trong một lần gặp mặt, Sơn bảo em muốn đi xuất gia. Ở đâu? Tôi hỏi giọng tỉnh bơ, vì tôi nghĩ chắc cậu cũng coi chuyện xuất gia như một chuyến đi du lịch. Được thì đi, không thì quay lại, đại loại vậy. Ở làng Mai, em mới tham dự một khóa tu thiền ở đó. Em thấy rất thích và muốn dành hết thời gian còn lại để tu tập. Tôi mới hơi sững người. Thật sao? Anh đừng nghĩ do thất tình chia tay nhau rồi em bỏ đi tu nha. Không phải vậy đâu. Em có chí nguyện của mình và em thấy bây giờ đã hội đủ nhân duyên. Em cũng vừa mới chia tay anh. Chuyện gia đình không có gì vướng bận, nhà cửa cũng chưa có nên không có gì phải lo. Em bỏ lại mọi thứ rất nhẹ nhàng. Ừ, em cứ đi thử xem sao, có thể tốt cho em. Tôi nghĩ cậu cũng chỉ đang tò mò như xưa. Đi tu với cậu là một cái gì đó mới mẻ, nhưng cậu sẽ chóng chán. Cậu đi rồi sẽ lại về, biết đâu tu viện sẽ dạy cậu nên người. Lúc đó hai chúng tôi có thể quay lại sống hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ vậy nên cũng không lo lắng gì. Ngày cậu qua làng Mai để thực tập, chúng tôi có gặp nhau để cậu nói lời tạm biệt. Tôi ôm cậu vào lòng. Lúc nào với tôi, Sơn cũng là một người yêu, một đứa em và cả một đứa con trai. Tôi luôn đối xử với cậu như vậy. Chẳng hiểu sao nữa, tôi có cảm giác Sơn đã dành trọn con tim cho tôi. Cuộc sống và ý nghĩa của Sơn luôn dành cho tôi. Nhưng cái cách Sơn yêu làm tôi ngộp thở và mất tự do. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được tin nhắn của Sơn. Em đăng ký cho anh một khóa tu ở làng Mai. Anh sang chơi nha, chỉ cần bay qua đây, mọi thứ đã có sẵn, anh không phải chuẩn bị gì. Ok, anh sẽ qua. Tôi nhắn dứt khoát và nghĩ đơn giản, đó là một chuyến du lịch cho biết làng Mai, nơi bạn mình đang tu học. Cái đoạn đó hình như mình có gặp nhau ở làng Mai. Chưa. Tháng 9 năm 2019. Tức là... Nhưng mà mình không chạm nhau. Có một mối duyên rất kỳ lạ là những trải nghiệm mà em qua chị đều đã gặp. Ok. Trang biết vừa rồi gửi cho các bạn cảm xúc gì? Thảo là người mời Trang nhỉ? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Khi mà Thảo nghe đọc cái trang viết vừa rồi, em nghĩ gì? Khi mà em vừa nghe đọc cái đoạn này nè, em nghĩ gì? Một từ thôi nảy ra trong đầu em ấy. Một từ. Tỉnh. Yes, cảm ơn em. Em thì sao? Yên. Nhưng bất ngờ. Bạn có duyên ha. Chàng trai tỉnh. Dạ. Thật là bất ngờ đó. Bây giờ khi nghe lại cái đoạn vừa rồi em cảm xúc thế nào? Hồi hộp. Vì sao lại hồi hộp? Tại cái giai đoạn nó là những cái lúc mà cái cảm xúc của mình nó rất là mạnh, nó cứ lên xuống. Yeah. Thì nhớ là cái khoảng đó thì giống như cái nguồn năng lượng nó vẫn còn đó, trong cho nó sẽ dội về. Rồi lại echo nữa. Nó lại dội về. Những cái trang viết mà những cái gì mà các bạn viết ra từ tận trái tim mình ấy, và nó đã in ra trên giấy, thì 5 năm sau, 10 năm sau khi các bạn đọc lại, các bạn có thể không nhớ chính xác. Đúng không? Các bạn có thể không nhớ chính xác cái câu chuyện, cái sự việc. Kể cả con người nó có thể nhạt phai đi, nhưng cái cảm xúc chắc chắn nó sẽ trở về. Và người ta gọi là ngôn ngữ nó như là
luôn luôn trong những trang văn của chúng mình nó có những cái phao, những cái ký hiệu, những cái chỉ dấu để mà nhắc nhở mình níu nó lại. Không phải toàn bộ trang văn đâu, trong trang văn đấy có một từ hay là một đôi hình ảnh thôi, nó sẽ cực kỳ, nó sẽ cực kỳ níu lòng chúng ta rất vô tình như thế. Và nếu như trong một trang viết của các bạn có được một vài cái dấu phao như vậy là các bạn đã thành công rồi đó. Mình không đòi hỏi một trang viết trang nào đâu cũng xuất sắc, chữ nào cũng là tuyệt đỉnh, cái đó không có, không tồn tại. Như vậy là em đã thay ngay cuốn sách này một cách rất là tự nhiên và cuối cùng nó ra. Để em có nói về cái chuyện là tuy nhiên em viết thì viết một mạch đó và bạn đọc thì bạn thấy hay đó, nhưng mà để ra được cuốn sách này cũng mất cần cả một năm nữa. Và nó rất là nhiều khó khăn. Có thể cụ thể hơn cái khó khăn đó không? Chị nghĩ là các bạn ở đây cũng rất muốn biết. Nó giống như là bây giờ mình đi chợ về á, thì có rất là nhiều, mua rất nhiều đồ ăn để nguyên một rất đầy một cái bàn như này, nhưng mà để làm được một cái món ăn cho nó ngon, mọi người có thể ăn được một cách dễ chịu thì mình phải chế biến. Cái nào đặt trước, cái nào đặt sau, rồi phải rửa rau các kiểu, tức là cái khâu chế biến, chọn nguyên liệu, chọn rồi nguyên liệu rồi thấy nó ok rồi đó nhưng mà chế biến rồi phải nêm nếm này kia các thứ vô thì cái đó tốn thời gian. Tức là cái nào, tức là sẽ có bộ phận biên tập làm việc với em. Có một bộ phận biên tập làm cái chuyện đó và tụi em sẽ gọi là làm việc với nhau, sẽ bàn với nhau trước là cái đường dây nó sẽ như thế nào, có cái phần nào nên bỏ bớt, cái phần nào giữ lại và phần nào phải viết thêm để có những cái sự liên kết giữa các phần lại đó. Thì cái đó là rất là tốn thời gian. Với lại mình phải chỉnh lại văn phong nữa, những cái mà bài viết em đã có viết sẵn đó, em có đăng trên Facebook, có share trên Facebook, và cái văn phong của mạng xã hội nó khác, còn văn phong của một cái quyển sách nó cần cái sự chỉnh chu hơn thì lại phải làm thêm cái phần đó nữa, thì nó cái tốn thời gian là những cái phần đó. Một quá trình thứ nhất là chọn lọc lại, sắp xếp lại, cho chuốt rồi gọt rũa nó, liên kết. Làm sao để nó liên kết nó thành một cái chỉnh thể để người ta nhìn rõ cái hành trình trở về của cá hồi, hành trình tỉnh thức. Một năm hả? Cái cường độ làm việc lúc đó như thế nào? Có những lúc là không làm gì có lúc nhiều tháng không làm gì, nhưng mà nó vẫn cứ trong đầu mình á, tức là nó có những gì các bạn sẽ thấy làm ở trong đầu nhé. Mà mình không có ngồi vô máy tính mình viết gì hết, nhưng mà nó vẫn cứ bên trong, là nó cần thời gian để nó nung nấu, xào nấu gì đó bên trong của mình, người ta gọi là nung nấu nhanh nó xào. Cái đoạn đó là cũng khá nhiều, khá lâu. Thế nhưng mà khi mà làm việc với biên tập là một người khác, một người không phải mình, các bạn sẽ thấy là văn mình viết ra mình viết từ từ chữ chữ câu câu đều hay đúng không? Mà tự nhiên người ta biên tập xong người ta kêu cắt, cảm giác thế nào? Em thấy có thể là do em kiểu như cái phong cách làm việc của em với bạn đó phù hợp với nhau, nên là có những cái bạn ấy đưa ra cái vấn đề mà em thấy đúng, cái này đúng, là ví dụ cần phải chứng minh thêm cái ý này, ví dụ anh nói cái ý này nhưng mà cần nhiều dẫn chứng hơn nữa thì nó mới thuyết phục, còn anh nói không thì không thuyết phục người đọc, thì em thấy ok em làm theo. Còn những đoạn cắt thì em cũng có hợp lý. Đôi khi là mình là người viết đó, mình không có nhìn rõ được cái tổng quan, mà cái người bên ngoài người ta có cái sự khách quan hơn, người ta tỉnh táo hơn, em thấy cái gì đó. Thế thì cái đoạn mà tụi chị vừa đọc đó, nó vốn đã có hay nó được thêm vào, hay nó có được châu chứ gọt giữa gì không? Đó là đoạn được thêm vào cuối cùng. Không có ngay từ đầu. Chị cũng có cảm giác đó. Khi chị đọc, nhưng mà cái đó cực kỳ quan trọng, cái đoạn này cực kỳ quan trọng để cái phần sau nó thuyết phục hơn rất là nhiều, để cái phần cuối nó thuyết phục. Thì đúng là nếu không có phần này, chị cảm giác nó sẽ không thể đổi đầy đủ. Thì cũng trong rất là nhiều những cái lần mà giao lưu khác cũng có nhiều người hỏi giống như Trang chị, bạn nghe là thêm vào
cuối cùng hay là có sẵn thì hôm nay mình vô tình mở đấy chứ nhỉ. Thì em cũng có trả lời là nó được thêm một cuối cùng sau rất là nhiều những cái đắn đo suy nghĩ là có nên hay không, tại vì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến những cái đời sống cá nhân của mình. Và thật sự là em cũng thay đổi tên đó, em không có để tên thật để không sẽ không ảnh hưởng tới cái cuộc sống của những người có liên quan. Với thứ hai nữa là em thấy cái cuốn sách này nó nói rất là nhiều về những cái chuyển hóa của mình sau những cái thời gian thực hành chánh niệm. Và có một câu của thầy Thích Nhất Hạnh đó là không có bụng thì không có sen đó. Thì những cái chuyển hóa đó là những cái bông sen, và nếu mà mình chỉ nói về những cái bông sen không mà mình không kể cho mọi người biết là cái bụng nó như thế nào thì nó có phần nào đó nó hơi thiếu, nó hơi không được công bằng lắm cho những người đọc, thì họ không hiểu là mình đã trải qua cái gì mà mình có được cái sự chuyển hóa như vậy. Nên cuối cùng là em sau khi đánh đo thì em quyết định là thôi mình sẽ kể cái chuyện đó luôn. Nhưng mà Tâm, chị không nghĩ đấy là buồn. Mình chúng ta đôi khi sẽ chẳng thể nào biết được đâu buồn đâu sen. Cái đoạn vừa rồi thực ra với chị thì nó rất là sen. Tại vì nếu mà nhìn thì con mắt bất nhị thì là buồn với sen là một đấy. Yeah. Chính xác là như thế. Rất là khó, rất khó phân định, mà thực ra thì không nên phân định. Nó thế nào thì nó cứ là thế đấy. Cho nên là cái khoảnh khắc mà Tâm quyết định là để nó thế nào thì là thế đấy và bày ra cho chúng ta một cách trung thực, nó đòi hỏi sự dũng cảm của người viết các bạn. Khi mình viết mình sẽ có nhu cầu mang đến một cái gì đó đẹp, phải không? Hoặc là nhu cầu được bộc lộ cái nỗi niềm của mình, nhưng lại cũng ở cái góc mà nó đẹp cơ. Chính nhất nó đẹp cho mình cái đã. Nó có cái tâm lý đó các bạn. Nhưng mà rồi khi mà mình làm như vậy, cái trang viết của mình nó sẽ bị rơi vào một cái tấm kiến, một cái tấm kiến không có thật. Và ủa, cái gì không có thật thì nó cũng sẽ trôi đi, nó cũng nổ bùm cái như bong bóng. Ok, nó có thể được trầm trồ, nó đẹp lắm, nhưng mà cuối cùng nó lại không có không có đủ sức lay động lòng người nữa. Ở đây có rất là nhiều bạn viết, những bạn mà viết rất chân thực cái nỗi niềm của mình ra. Và cũng có những bạn mà chọn viết những vấn đề gai góc trong cuộc sống. Thực ra chị nghĩ các bạn viết cái gì cũng được. Quan trọng nhất là khi mình viết, mình biết rằng mình chân thực với người viết của mình. Và một cái nữa là cái nhìn của mình phải đủ toàn diện ấy, để cái mình viết ra nó không bị phiến diện, nó không một chiều. Một cái nhìn bất nhị, xấu hay tốt hay gì ok, mình phơi nó ra đó. Còn chuyện mà người đọc thích hay không thích, đấy là quyền của mỗi cá nhân, đúng không? Viết không phải là một hành trình dễ dàng gì. Mặc dù chúng ta đang ngồi ở đây và nói chuyện với một người mà hình như hơi may mắn cho sự viết, bởi vì mọi người nói thứ đó nên nó chạy ra, sau đó là chỉ ngồi sàn đấu lại thôi. Thật ra là em không phải là người giỏi viết, nên là chị Hạ nhờ cho giám khảo này kia thì cũng rất là lo sợ. Tại vì em không giỏi viết, thật sự em không giỏi viết. Với lại là cũng không có được học về chuyên môn về viết này kia, nhưng mà nên là khi mà có duyên với cái những con chữ thì em chọn một cái cách là nó hợp với mình nhất, đó là viết mọi thứ đơn giản nhất có thể, không dùng quá nhiều những cái kỹ thuật, câu chữ nó bóng bẩy sẽ không dùng nó, và chỉ chọn một cái cách là thật cực kỳ đơn giản để diễn tả cái nội tâm của mình thôi. Thì cái cách đó em cảm thấy em rất thoải mái với cái cách viết như này. Có thể là em viết khá là giản dị, nhưng mà cái tên Cá Hồi thì nó đâu có, nó quá hình ảnh và nó rất là ẩn dụ.
À, một câu hỏi cuối, chị Cường nó đang lắc la lắc lư rồi. Không có. Em đừng tiếp nối một cái phần mà lúc này mọi người mở. Là cái câu chuyện của chị vừa nói nãy xem với cùng là vấn đề của Thảo. Không sao cả. Tức là Thảo viết cái bài trong cái video. Đấy là hay che đi những cái vết thương của mình vì sợ người ta nói là mình đang kẻ khổ. Cho nên là cái vấn đề cuối bài, cái hành trình nhận ra nó không được sức thuyết phục. Em không biết thôi. Không dám biết, cứ biết cái đó là biết lướt qua. Mình không phải đang khoe hay đang phô bày với ai hết, với chính mình thôi. Các bạn có biết cho mình đầu tiên hả? Ông nha, ông bớt đe dọa người khác nha. Mình đang nói chuyện gì hết là chị quên mất tiêu rồi. Cái tựa đề. Đúng rồi. Nãy thì đã nói sơ qua cái tựa đề rồi. Nhưng mà thực ra cái tựa đề với hai chữ cá hồi á, nó thực sự nó rất là ẩn dụ. Em có thể chia sẻ thêm với các bạn không ạ? Hay là các bạn nói về nó trước đi, trước khi anh Tâm chia sẻ. Cá hồi, hai chữ này gợi cho các bạn điều gì? À, cũng mỗi người nói một từ thôi để tránh lan man. Sao? Hành trình quay lại tìm lại bản thân mình. Nghịch cảm, yeah, cưng. À, nghĩ đến hồi là quay đầu. Vâng. Vừa qua nghịch cảnh hả? Các cưng sẽ nhiều nghịch cảnh vậy, có gì khác? Em mình coi đó là nghịch cảnh, đó là nghịch cảnh nha. Còn mình coi nó đơn giản là đường đi, thấy núi thì băng qua núi, thấy sông băng qua sông. Nó sẽ là đời sống. Hả? Em yeah. Tức là các bạn khá là bị chỉ dấu bởi cái chữ hồi đó. Mà đây là chuyện con cá hồi nha các cưng. Cá hồi, hãy nghĩ đến một con cá đang bơi đó. Ở cái từ nào bật ra đầu mình đầu tiên? Vượt thoát. Yeah. Các bạn ơi, mỗi người mà nếu mà nảy ra từ nào trong đầu, hãy giữ lại từ đó cho mình. Vì nó là của mình đó. Nó là câu chuyện của mình đó nha. Rồi mời em. Cái cá hồi ẩn dụ này này, em có phải tranh đấu với nhà xuất bản để mà đặt tên nó như vậy hay không? Và cái vì sao em lựa chọn cái tên sách này? Cái tên này thật sự hình như là nó không phải em lựa chọn. Tự nhiên nó bật lên. À, nó bật lên cái tên nó. Yeah. Mà trước đó em đã biết về đặc tính của cá hồi này chứ ha? À, em biết hết rồi. Và em thấy là tự nhiên nó bật lên một cái tên như vậy. Với lại câu chuyện cái tên này nó hơi dài. Nó hơi dài. Ban đầu là cái, nó là một cái tên cho một cái hành trình em sẽ đi rất là nhiều những cái cuộc hành hương đó. Yeah. Và, tức là ban đầu mình vẫn theo cái mô típ của buổi đời tuổi trẻ, tức là đấy, những chuyến đi rất là lớn của rất nhiều tôn giáo. Và lúc đó là đã bắt đầu đi hết nửa chặng đường các thứ rồi, rất là nhiều rồi, và trực cảnh là rất nhiều. Các cương ghét không, ban đầu chúng ta có thể phát xuất từ một cái mục đích khác, cuối cùng là con đường nó sẽ dẫn chúng ta đi đến một lối khác nữa. Nhưng mà bằng cái cách mà mình đi theo cái chỉ dẫn của trái tim thì nó sẽ luôn đúng nha. Bắt đầu là anh Tâm Bùi dự định viết một cuốn sách về một những cái hành trình hành hương đến những cái miền đất. Dạ. Đúng không? Miền đất của các tôn giáo nào? Của các tôn giáo. Thế nhưng mà sau khi đi qua những miền đất đó thì cuối cùng lại phát hiện ra một cái hành trình hành hương đặc biệt hơn ở miền đất của bản thân mình. Dạ, dạ. Thì em thấy là nó hợp với cái này hơn. Dạ. Nên thôi tạm thời lấy cái cá hồi đặt cho cuốn này đi. Còn cái hành trình kia thì từ từ nó sẽ ra một cái tên khác. À, dạ. Tức là em sẽ có cuốn sách khác. Dạ, nó sẽ là cuốn sau. Nhưng mà chưa xong, mình em sẽ còn phải đi tiếp nữa. Nó còn một chặng khá là dài chứ sao. Nó vẫn sẽ là những điểm đến. Điểm đến, ok. Thế cái khoảnh khắc mà em nhận ra rằng là mình đang đi hành trình của mình. Trước đó thực ra thì các bạn thì là Tâm đang là toàn là đi làm nhiệm vụ thôi mà. Hình dung cái gì? Tức là bạn ấy thông thường là sẽ được
trả phí à? Để đi đến đúng không? Có hai loại hành trình. Ờ, có hai loại hành một trình. Một là hành trình để kiếm sống. Cái hành trình kiếm sống đó. Hành trình kiếm sống là sẽ có sự kết hợp với các bên khác nhau để mình sẽ có chi phí. Còn sau khi có được cái khoản chi phí rồi á, thì mình sẽ thực hiện những cái hành trình mà mình mong muốn. Thì cái hành trình này nè, cái hành trình mà lúc trước cái hồi có tên đó đó, là vẫn chưa xong đó, đó là cái hành trình em mong muốn. Em mong muốn. Và bây giờ em vẫn mong muốn nó. Em vẫn tiếp tục thực hiện. Dạ, tại vì nó vẫn còn chưa xong. Em có thể bật mí một tí xíu, chị nghĩ các bạn hơi tò mò ấy. Đang đi giữa đường xong đẻ, cái này giống đẻ rơi đâu vậy? Các bạn có thấy giống đẻ đâu? Tại vì cái hành trình mà đi đến những cái cuộc hành hương đó, nó không đơn giản. Tại vì phải có cuộc hành hương thì mình mới đi. Nó mang tính thời điểm và nó khó khăn vì nó ở xa. Nó cần nhiều sức lực và cần nhiều kinh phí và cần nhiều cái sự chuẩn bị rất là nhiều. Và đôi khi nó không diễn ra theo ý của mình dự đoán. Đó, nên là nó phải cần rất nhiều thời gian. Đó, nên là kiểu như vậy. Nên em phải đợi thêm cơ hội. Tức là mình cũng không cưỡng cầu. Mình cứ thuận theo cái bước chân tự nhiên của mình thôi ha. Thì là chị nghĩ là bây giờ các bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta sẽ trò chuyện thêm một ít về cuốn sách. Lựa chọn thứ hai là các bạn hãy xoay anh Tâm Bùi, đặt câu hỏi với anh ấy. Em tạm thời chị khóa em lại, chị không cho em nói. Làm vậy anh mới gục ngã đó chị. Chị yêu mến sự gục ngã đó. Có những bạn ở đằng sau nè. Tôi bắt đầu từ én đi rồi từ từ tất các bạn đằng sau nha. Anh nghe nói là én gửi thư, gửi câu hỏi ngay từ trong cái form đăng ký mà thực sự là anh không có in ra. Sorry. Em dạ tâm khóc chút xíu. Cảm ơn chị Hồng Anh, cảm ơn anh sẽ cho câu hỏi để em có thể đặt câu hỏi với lại anh Tâm Bùi. Trước khi đặt câu hỏi thì em xin được gửi lời chào và thân thương đến cả nhà mình ha. Chúc tất cả chúng ta có một cái buổi họp mặt thật là ấm áp và nhiều người ha. Dạ, hôm nay dạ tâm to là chúng ta rồi. Câu hỏi đầu tiên hơi vui vui tí. Bây giờ em còn có chọn cho form thì lúc mà form lần em chưa lập ăn. Bây giờ em lập ăn thì nó khác rồi. Nhưng mà chị có thể lập nó khác. Đây là câu hỏi em đều đọc ấy rồi. Thì câu hỏi đầu tiên đó là cái hành trình của mình thì anh thường nói với lại thường chia sẻ với mọi người trong cái buổi giao lưu em cũng đã xem qua. Thì thường sẽ có một cái tỉnh thức. Thì em hỏi là có bao giờ tỉnh mà có thức không ạ? Thì những cái lúc đó anh làm gì vậy? Anh làm như thế nào? Câu hỏi đầu tiên, câu thứ hai đó là thường á, những công việc của anh thì sẽ có những người nữa làm, những người nữa làm thường sẽ có những cái nội tâm không trong rất là lớn. Nhưng mà cái công việc của anh thì là cái người rất là hướng ngoại, tại vì hướng ngoại thì mình mới có thể làm tốt cái vai trò, cái công việc của mình. Vậy thì em muốn hỏi là cái việc mà mình phải luôn phát lên người một cái tâm thế rằng là mình tương tác với mọi người và cái cách là tôi là người hướng ngoại không có chắc không anh? Trăm phần trăm. Em ghi nhận ở đây nha. Nhưng mà ngày mai với em thấy có lỗi khác thì em trở lại nha, tìm những cái bạn bằng chứng ở đây ha. Rồi câu hỏi thì chắc có lẽ là em không có làm hết của các bạn, nên là em có một câu duy nhất thôi, đó là nếu mà bây giờ muốn gửi cho các bạn một cái câu gì đó trên cái hành trình các bạn đi, ví dụ những cái bạn mà đang di chuyển, những cái bạn mà đang bay xây dựng, thì ngoài những cái mà mọi người hay biết đó là về sức khỏe, tài chính, rất là nhiều thứ.
thì có cái gì đó mà anh nói anh muốn gửi đến các bạn, nếu các bạn mong muốn được đi để tìm được chính mình thì các bạn cần trang bị những cái gì. Cái câu đầu tiên là tỉnh mà không thức thì như thế nào, em có thể giải thích rõ hơn không? Anh có thể nói không ông, tại vì em nghe thôi. Tỉnh mà không thức đó là như thế nào ta? Tỉnh mà không thức là như bắt đầu từ hai chữ tỉnh thức. Tỉnh mà không thức đó, theo chị hình dung nha. Theo chị hình dung là khi chúng ta thức thì chúng ta sẽ mở to hai mắt đó. Khi chúng ta ngủ thì chúng ta sẽ nhắm cả hai mắt lại. Nhưng mà kể cả trong hai cái trạng thái thức và ngủ đó thì chúng ta cũng vẫn có thể đang rất là tỉnh. Là một sự thấu hiểu chứ không vô minh ấy. Cái thức ở đây là cái thuộc về sự chủ động ấy. Còn cái tỉnh là cái mà cái con người mình tự động nó sáng như gương ấy. Thì có lúc nào em trong cái trạng thái đó không? Tức là không có cần phải có lý trí hay gì hết, nhưng mà mình lại vẫn có thể thấu rõ mọi sự, mọi thứ không? Không biết. Câu hỏi này khó lắm, thật ra em chưa hiểu luôn. Em nói là thường á, thường là chúng ta hay có xu hướng đó là tôi tỉnh thức. Thế nhưng cái sự nguy hiểm thứ là rất là ok rồi. Nhưng mà thực chất chúng ta sẽ còn bị chi phối, bị sự hôn mê, chi phối bởi thứ gì đó ở bên ngoài. Chúng ta luôn tỉnh nhưng chúng ta không có thức. Thì những cái đó anh làm như thế nào để chịu một hồi cái sự tỉnh lặng sẽ có thức cho con người anh? Đơn giản vậy thôi ạ. Rồi. Tức là cái này là cuốn này ghi là hành trình tỉnh thức, mà mình hỏi mình là mình có đang tỉnh thức hay không, đúng không? Cái này thật sự mình đặt ở đây là hành trình tỉnh thức. Và trong cái nguyên cuốn sách này á, mình hoàn toàn không có một câu nào mình nói là tôi đang tỉnh thức. Mình không có xác nhận 100% là mình đang tỉnh thức. Mình chỉ là mình đang trên cái con đường đó. Mình vẫn đang trên con đường đó. Và chắc chắn là sẽ có những cái lúc cái mật độ tỉnh thức đó, nó cũng lên xuống chập trùng đó. Lúc thì mình tỉnh nhiều, lúc mình mê nhiều, lên xuống như này. Thực sự đó là cái thực tế, chứ không phải là lúc nào mình cũng tỉnh 100%. Nó lên xuống chập trùng, mình thấy rõ cái chuyện đó. Và những cái lúc mà ok mình tụt hay là mình tụt nhiều quá, mình mê nhiều quá, thì có một những cái cách thực hành là cái mà mình thực hành nhiều nhất, đó là quay về cái hơi thở của mình. Thì giống như thầy Lạc Mai có dạy, thì cứ quay về hơi thở rồi quay về bước chân thôi. Thì những cái lúc mà mình tỉnh nhất á, mình cũng nhớ là mình thực hành cái đó, để những cái lúc mà mình mê á thì mình quay về nó dễ hơn. Còn lúc tỉnh mà mình không thực hành thì cái năng lượng quay về của mình nó yếu, nên lúc mình bị trôi lan đó, mình khó mà quay về, khó mà định được cái tâm. Thì để cái việc giữ gìn cái đó, giữ gìn cái trạng thái tỉnh đó thì thực hành mỗi ngày đó. Mình có cái thời khóa biểu của mình, ví dụ buổi sáng mình thiền như nào, buổi chiều mình thiền như nào, buổi tối mình không thiền, buổi chiều mình thiền buổi tối. Rồi những lúc mình đi ra ngoài, ví dụ đi bộ chẳng hạn, thì mình nhớ là mình quay về cái bước chân của mình. Thì đó là những cái cách thực tập để cho những lúc mà mình mê quá thì mình quay về là được. Về đọc cá hồi, cô chị Hà không bút thì tôi bút cho mình một cuốn. Chưa đọc cho nên là không, cá hồi ý là về đọc cuốn cá hồi. Chưa đọc thì giờ về đọc. Các bạn ơi, chúng ta sẽ thử một cái hành trình nha. Thử hít thở như là Tân vừa chia sẻ đó. Mỗi lúc mà mình cảm thấy hơi bị xôn xao trong người, hơi bị bồn chồn trong dạ, mình có thể thẳng lưng lên ha. Thẳng lưng lên và chúng ta sẽ cùng tập hít thở. Làng Mai có một cái bài thiền ca về hơi thở. Chị sẽ đọc cái bài đó. Tâm nhớ không?
Và khi mà chị đọc thì chúng ta cũng có thể thử ha. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian mênh mang. Đó là cái bài thiền ca làng Mai. Các bạn cũng có thể vào làng Mai để mà nghe cái bài thiền ca đó, nó còn dài hơn tí nữa. Cái chuyện thở vào, thở ra và mình cảm nhận cái hơi thở của mình đang nuôi dưỡng mình. Điều đó nó sẽ giúp mình tĩnh lặng lại rất là nhiều. Còn một câu hỏi nữa của Thảo dành cho em. Tôi sao rồi hả? Anh nhớ rồi. Thì một cái nhắn gửi gì cho các bạn là cũng muốn đi khắp thế giới, đi ra ngoài khắp thế giới, thì ngoài những cái chuyện mà lịch trình kinh phí các kiểu, thì em nghĩ là có mỗi câu mà chắc không chỉ là các bạn ấy cần đâu, mà mọi người đều cần, đó là em nghĩ cái câu là lắng nghe cơ thể, thì cái câu đó rất là hay. Nên mình tập lắng nghe, mình tập lắng nghe cơ thể của mình coi là ok chúng ta đang làm cái gì, và cái điều đó nó có đúng với cái bên trong của mình hay không. Đôi khi cái mình làm nó không đúng với cái bên trong đó, thì nó có những cái sự phản đối từ phía bên trong. Và nếu mà mình không tập lắng nghe thì mình không nghe được cái đó, thì nó sẽ gặp khá nhiều rắc rối và đau khổ cho chính bản thân mình. Nên là cái tập lắng nghe mỗi ngày, thì em nghĩ cái đó nó sẽ cần thiết cho mọi người. Tập lắng nghe, mà không chỉ là lắng nghe cơ thể, lắng nghe mình nữa. Phải không? Ở trong cuốn này chị nhớ là cũng có một vài cái bài tập mà em có gợi ý mọi người ha. Thực ra thì trong đây không chỉ có cái câu chuyện của Tâm Bùi, mà ở đây còn có cả một số cái mà Tâm Bùi đã thực hành và làm theo, và bạn có ý ở trong đây luôn, của làng Mai hay của thầy Thích Tâm Thành. Tuy nhiên cũng có một cái nhắc nhở luôn, đó là nếu mà mình thực hành và mình thấy nó phù hợp thì mình sẽ thấy rất nhẹ nhàng, còn nếu không phù hợp thì có thể các bạn sẽ phù hợp với một cái khác ha. Chứ không phải là cứ người này làm tốt thì mình cũng sẽ làm tốt ý như họ. Hành trình của mỗi người là rất khác biệt ha. Xin cảm ơn. Để chúng ta có một câu hỏi nữa. Anh Tâm Bùi có nói viết cuốn sách không sử dụng yếu tố kỹ thuật, tuy nhiên viết như không viết, đó mới là nghệ thuật đỉnh cao. Vậy anh chia sẻ hành trình viết của mình, từ việc tự ý tưởng trong đầu đến bản thảo trang, quá trình chỉnh sửa bản thảo nó khác gì với nguyên tác ban đầu hay không? Cái ý sao thì thật nó không khác gì với nguyên tác ban đầu hết. Chỉ là mình làm cho nó chỉnh chu hơn, câu từ nó mượt mà hơn thôi. Nó không khác. Tức là chỉ làm cho nó, thực ra bởi vì là trước đó là Tâm viết và chủ yếu là đăng Facebook để chia sẻ về cái hành trình của mình thôi. Và sau đó đến khi mà muốn nó ra thành sách thì phải làm cho nó trở thành văn chương. Nó phải có tính văn chương, nó phải đẹp, nó phải có cái sự bố cục và bớt đi những cái không cần thiết. Thì mời em. Nghe cái phần đó luôn. Dạ. Tức là nếu mà anh không biên tập lại đó, em hỏi nha, nghe cái phần 1 á, mình có tổng cộng là 5 cái phần nhỏ, thì nó vừa đúng là sinh trụ hoài diệt sinh, thì đúng nghe cái chương sinh thì nó lại khởi về cái việc cả anh diệt cái phần trước với cái câu chuyện đó, hiểu ra và sinh cái chuyện anh với thằng Mai. Thì cái đó anh có chủ động không hay là tự em hủy hoại được? Không, cái đó là cái sự khám phá mới của em. Không chứ phải, không phải. là nó chỉ anh làm không nghĩ tới cái đó mà nó đúng thuộc với cả như vậy thôi. Chắc là nó khớp khớp luôn cả cái phần một là sinh. Là cái nhìn của em đấy. Và chị nghĩ đây nó cũng rất là thú vị. Người ta có một cái nói là người đọc chính là đồng tác giả. Tại vì bằng cái cách bạn đọc với cái trải nghiệm của bạn, thì cuốn sách lúc đấy không còn là của Tâm Bùi nữa rồi. Cuốn sách đấy lúc đấy là của Lạc.
Các bạn cứ thoải mái với chuyện đó. Và với một cái tâm thế như vậy thì mình cũng rất thoải mái khi mình viết. Câu chữ lúc viết ra là của mình. Tuy nhiên khi người ta đọc, người ta thấy cái gì, người ta như thế nào, đó là chuyện của người ta. Và mình không hề bị áp lực về chuyện đó hết. Mình sẽ rất vui vẻ vì à, có một đồng sáng tạo nữa, một đồng tác giả nữa. Và qua cách nhìn của họ mình có thể thấy được họ đó. Đó là câu chuyện của họ rồi, không còn là câu chuyện của mình nữa nha. Đẻ con ra xong rồi các Khương ơi, giám khảo có đọc và có nhận diện, có nhận xét gì đó, thực ra đấy là chuyện của ông bà giám khảo. Còn mình đẻ xong là hết nhiệm vụ nha. Tác phẩm tự có đời sống của nó ha. Đừng có áp lực mình về cái chuyện bao nhiêu người yêu nó, bao nhiêu người thích nó. Bởi vì thực sự đôi khi nó chỉ có ý nghĩa với một người thôi đã là rất tuyệt diệu rồi. Một người đọc nó và cảm thấy và có những cái quyết định bước ngoặt thay đổi cuộc đời của họ, điều đó nó tuyệt diệu lắm luôn. Và các em cứ viết đi, bởi vì chắc chắn trang viết của các em nó sẽ cần, có một ai đó sẽ cần. Đừng có ngại ngần cái chuyện đó ha. Một câu hỏi nữa. Hành trình nào trong cuốn sách mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất? Yes. Cấp 10. Em thấy nó có một cái hành trình thôi chứ mấy. Ok, nó có một cái hành trình nhưng mà nó có mấy cái mối duyên lần. Mối duyên thứ nhất là mối duyên với làng Mai. Thứ hai là nhìn lại, thứ ba là chuyển hóa và thứ tư là những cái thấy. Thì ra tức là trên hành trình đó, cái thời đoạn nào mà chị hiểu câu hỏi là vậy đó. Trên cái hành trình tỉnh thức này của em thì cái nào mang đến cho em nhiều cảm xúc nhất, cái đoạn nào? Nếu như vậy thì em sẽ chọn cái lúc mà cái ngày đầu tiên em tới làng Mai đi. Thì đó là lần đầu tiên mà mình có thể cảm nhận được một cái không gian, một cái lúc đó mình có thể gọi đó là mình cảm nhận một cái gì đó gọi là nguồn năng lượng đó. Nó hoàn toàn không giống, nó hoàn toàn không giống với bất kỳ một cái gì mà mình đã từng trải nghiệm qua trước đây. Đó, mình tới một cái không gian mà nó làm cho cơ thể mình nó thư thả, relax, thoải mái, và tất cả những cái nỗi niềm bên trong của mình đó, nó khơi dậy rất là dễ dàng. Thực ra các bạn ạ, làng Mai có một người mà đến xong là ở lì không chịu về đây. Thông thường thì là đăng ký đi làng Mai là khó nha. Đơn mở cái là sau đó là 15 phút sau là hết chỗ luôn rồi, là full luôn rồi. Tụi chị thường sẽ phải rình rập và giành giật cái slot đó. Nhưng mà người này rất may mắn là có người đăng ký luôn tại thời điểm đó. Hay được thứ nhất. Tuy nhiên mấy lần sau trở lại chắc em phải tự đăng ký chứ đúng không? Em cũng được nhà. Hay là vẫn có chân trọng? Tại vì có người nhà ở đó thì mình... Ok là... Và thông thường á, thì ở ít nhất là một tuần và nhiều nữa là một tháng ha. Mà có đứa nó ở một tháng rồi còn chưa chịu về, còn xin ở lại thêm. Các bạn biết ở lại thêm là chặt đất, chiếm chỗ của những người khác vào tới ghê lắm đó. Lần đó ở là hết hạn visa rồi về. Không ở visa nữa. Các bạn có ai hỏi thêm gì nữa không nè? Mà cưng. Giai đoạn đó là em đọc cái đó và em nó kiểu như là cảm thấy cảm nhận được là em chỉ hiểu biết về em đắm thôi và quyển sách thôi, và em đã dừng đọc trong vòng nửa tháng. Và sau đó thì em có một vài cái khó khăn trong cuộc sống thì em đã cái mini game em không tham gia. Mặc dù em đã nói với chị Hà là em tham gia 4 bài nhưng mà suốt cái khoảng thời gian đó là em không gửi một bài nào luôn. Thì em có những cái chắc trong cuộc sống, và cho đến một ngày đó, buổi chiều đó em đi làm về và em đã ra quán cà phê và em đã đọc hết cái phần còn lại. Thì cái cảm xúc của em lúc đó là nó kiểu như là
cuốn sách đó là viết về mình. Mọi thứ trong đó, trong những cái chia sẻ của anh Tâm trong hai phần sau đó là phần chuyển hóa và cái phần những cái thấy. Thì em cảm giác là anh Tâm đang khai phóng lên những cái anh Tâm viết trong đó hết thực tế với mình. Và em đã rơi nước mắt khi mà em đọc cái đoạn cái phần là hãy thu hút được chạy theo. Em rất là tâm đắc của cái phần đó nhất. Nên là và khi mà em đọc hết rồi thì em mới cảm thấy là cái phần 1 là anh Tâm nói về Sơn, cái câu chuyện của mình với Sơn và cái kết thúc của quyển sách nó rất đặc biệt đối với em, đó là anh Tâm và Sơn tạm biệt nhau tại đường mai, thì nó coi như là khép lại một cái câu chuyện của anh Tâm và cũng như là cái câu chuyện của anh Tâm về người bạn đó. Thì ở đây câu hỏi của em là cái cuốn sách này, Hành trình tỉnh thức này là nguyên nhân là cái câu chuyện của anh với lại Sơn, hay là cái quá trình mà trong cái giai đoạn dịch Covid nó bùng lên và cái tâm thức của mình nó được mở ra, thì em muốn biết là cái nguyên nhân nó đến từ cái nào? Anh nghĩ là nguyên nhân đến từ cả hai, là mọi thứ nó đến cùng một lúc với nhau. Ngay lúc bạn em xuất gia thì nó vừa xuất gia xong là nó cũng vào cái đợt dịch, và lúc đó là ở nhà không có đi làm, tất cả thời gian của mình là chỉ quanh quẩn ở trong nhà và công việc thì nó cũng sẽ ít lại, nên là cái chuyện mình sẽ bắt đầu tìm một cái gì đó để mình làm để lắp một khoảng trống đó, nó rất là cần thiết. Và lúc đó lại có được và lại gặp phải một cái vấn đề kiểu như là quá khó để vượt qua trong cái giai đoạn đó, nhưng mà rất là may mắn là nó lại có một cái phương pháp. Bây giờ ok, bây giờ cuộc đời, cuộc sống nó cho mình một cái vấn đề, nhưng mà cho luôn cái phương pháp đặt kế bên, thì bạn có đủ can đảm và đủ cái sức lực để mà bạn thực hành nó hay không, dùng cái phương pháp đó để vượt qua cái nghịch cảnh của mình hay không, và cho luôn thời gian để thực hành là 2 năm. Ở nhà nó cũng là không có đi ra hết và thực hành nó trong suốt 2 năm luôn, thì mình nghĩ nó là mọi thứ nó đến cùng một lúc chứ không phải là do bất kỳ một cái nguyên nhân chính nào hết á. Thì cả vấn đề của bạn có cái nào là chính, không có cái nào là phụ, tất cả cùng đúng một thời điểm. Và cả ngay cuốn sách này đó, em cũng đâu có chủ ý là viết nó ngay từ đầu đâu, tức là mọi thứ nó chỉ đến với mình thôi, mọi thứ đến với mình rồi mình đón nhận, đến rồi đón nhận. Em không muốn hỏi thêm không? Chị thấy câu hỏi em rất hay đấy. Em muốn hỏi thêm thì em chỉ hỏi về cái việc xuất bản sách thôi. Thì anh ở đây thì anh có thể chia sẻ về cái quá trình mà xuất bản sách của mình, nó có những cái khó khăn nào? Xuất bản sách nó không khó. Không khó với em, tại vì trước đây đã có một cuốn rồi. Còn với những người mà chưa có cuốn nào thì sao? Với lại em cũng là người nổi tiếng rồi. Còn bây giờ tôi chưa hề nổi tiếng thì sao? Bây giờ ok, tất cả các bạn ở đây, mỗi bạn đã có một cái bản thảo mà mỗi bạn đều rất là tâm đắc, bây giờ làm sao đến nhà xuất bản, đúng không? Cái khúc khởi đầu đó. Khởi đầu, nói chung là mình phải có một tác phẩm hay trước. Không nha. Ai cũng hay nha. Đúng rồi. Không, tại vì là rất khó nói thế nào là hay. Hay với bản thân mình. Yes, hay với bản thân mình, bởi vì mỗi nhà xuất bản sẽ có một tiêu chí lựa chọn khác nhau nha các cưng. Khi các cưng biết ra cái tác phẩm của các cưng rồi thì các cưng sẽ xem là cái nội dung này, cái chủ đề này, cái phong cách này nó hợp với cái gu của nhà xuất bản nào. Mỗi nhà xuất bản sẽ có những cái định hướng của họ. Thế đến lúc đấy sau đó mình mới tiếp tục được. Để trả lời câu hỏi này, chắc mình kể một cái hành trình ra mấy cuốn này đi. Okay, thì chắc là từ cái hành trình đó thì các bạn sẽ hình dung ra được là như thế nào. Tại vì cũng may mắn là ban đầu thì mình được nhiều bạn biết ở trên Facebook, thì sau đó bỏ qua lợi thế của em đi. Đó thì là hai cuốn sách đầu tiên á, là toàn là được những bên công ty xuất bản họ chủ động liên lạc, hết. Cho nên là kinh nghiệm đầu tiên là các bạn hãy viết được nhiều mà hãy để cho trang Facebook của các bạn tỏa sáng.
Nếu mà có được một cái profile tốt thì nó là một cái lợi thế rất lớn. Mà không có profile tốt thì các bạn cũng có quyền nộp trực tiếp cho nhà xuất bản. Nếu mà nộp trực tiếp cho nhà xuất bản thì mình chọn giống như chị mới nói là mình coi cái gu của mỗi nhà xuất bản nó có hợp với cái nội dung mà cuốn sách của mình có hay không. Ví dụ như cái hai cuốn sách đầu tiên á, là do mình được những nhà xuất bản họ đề nghị để làm, nên là khi mà mình nhìn lại là ok, mình thấy là cái gu của mình với cái công ty xuất bản đó nó không hợp nhau, nó có nhiều cái không hợp nhau, mà do là cái giai đoạn đầu tiên mình không có kinh nghiệm nhiều á, và cũng được họ chủ động đề xuất mời nên mình cũng thấy ok, cũng đỡ phải đi tìm này tìm kia nên mình cũng đồng ý làm luôn. Và sau hai cái lần đó mình rút ra một cái kinh nghiệm là phải tìm một cái chỗ nó hợp với mình trước, và đừng có quan trọng là họ người ta mời mình hay là mình đi tìm người ta, hãy mình thấy cái nào hợp thì mình phải chủ động tìm trước. Là nên cái cuốn thứ ba này là mình làm với Nhã Nam, thì mình thấy là Nhã Nam nó đang phù hợp với cái cuốn này, và họ cũng có những cái định hướng về cái mảng nội dung này. Tuy là họ rất là mạnh về văn học rất mạnh, nhưng mà cái mảng này họ bắt đầu triển khai quay sang nó, tại vì nó là cái sự quan tâm chung của toàn xã hội và trong cả tương lai nữa, nên là mình thấy rất phù hợp, và mình đã chủ động đi liên lạc với Nhã Nam. Chứ không để họ mời. Em chủ động liên lạc với Nhã Nam như thế nào? Thì em có người quen làm ở Nhã Nam. Không sao, các em cứ đến cửa hàng sách Nhã Nam, các em sẽ có người quen làm ở Nhã Nam. Nói chung là mối quan hệ bây giờ của mình nó rất là dễ. Nói chung luôn đó nha, tại vì chúng ta có cái sự liên kết với nhau trên mạng xã hội, nên là từ người quen này qua người quen kia nó cũng khá là gần, chứ không khó như chúng ta nghĩ. Nên tìm người quen xong cái giới thiệu xong là ban đầu mình chưa có làm gì hết, mình chỉ có trong đầu cái ý tưởng thôi. Và mình xin chị tổng biên tập là cho mình một cái buổi present ý tưởng. Mình làm ra một cái slide, mình sẽ có những cái ý chính như thế nào, cái dàn ý của mình làm sao. Một cái slide trình bày ý tưởng nha các bạn. Là mình có trước cái mục lục. Mình có trước mục lục là sẽ có bao nhiêu phần, mỗi phần nói về cái gì. Còn chi tiết bên trong thì mình chưa có, mình chỉ trình bày cái đó trước thôi. Và sau khi trình bày cái đó thì bên ban biên tập họ thấy ok, họ đồng ý và họ ký hợp đồng lúc đó. Thì lúc đó mình mới bắt đầu triển khai mình làm, chứ mình không có làm trước. Cho hỏi chí thêm một tí về hợp đồng được không? Hợp đồng thì bình thường là cái đợt xuất bản đầu tiên thì tác giả sẽ được cái tiền nhuận bút là 12% của mỗi cuốn sách trên cái số lượng xuất bản đầu tiên, thường là 2.000 hoặc là 3.000 cuốn. Còn cái đợt xuất bản tiếp theo thì họ sẽ giảm xuống 10% cho đến hết luôn, cho đến sau này. Nếu mà cuốn sách nó cứ bán liên tiếp tục thì mình cứ được 10%. Thực ra ở góc độ này thì anh nghĩ là anh có một cái overview tốt hơn, điều đó chia sẻ với các bạn, rèn luyện các bạn, tất cả các nhà xuất bản á, cho dù họ chuyên về kinh tế hay là chuyên về văn học hay chuyên về truyện trinh thám gì nữa, thì người ta đều đi tìm những cái sụt nội dung để có thể biến nó trở thành tác phẩm đắt khách, và người ta sẽ được lợi nhuận cho nó rất cao. Rồi, có thể người ta tự đi tìm mình, hoặc có thể là từ mình đi pitching, đó là mình đi chào hàng người ta. Khi mình chào hàng với người ta thì mình phải đưa ra một cái tổng quan về nội dung, thì coi như là ở nhà xuất bản người ta gọi đây là đề cương cho một cái dự án về một cái đầu sách. Như vậy thì cái đề cương của mình có cái nội dung tổng quan đủ để thuyết phục họ, thì lúc đó tùy nha, không phải là nhà xuất bản nào cũng 12% như Tâm nói đâu. Họ có cơ chế khác nhau, nhưng giả sử các bạn có một cái đề cương cực kỳ hay, các bạn có thể deal với người ta là cái giá trị về dùng bút cao hơn. Rồi, đó là bước thứ nhất là có cái overview này. Rồi, các bạn chọn là cái sách của mình nên phù hợp với nhà xuất bản nào, thì cái chuyện này là cái khó, thì các bạn phải hiểu insight của từng cái tích của từng nhà xuất bản, họ cái khẩu vị của họ thích cái gì, cái đó là cái khó. Không phải kể cả Tâm bây giờ nó đã từng xuất bản sách rồi cũng không thể nào hiểu insight được tất cả các nhà xuất bản, mà phải có network, tức là qua những cái người trong mối quan hệ mình biết
khẩu vị của anh An bên xe là khẩu vị gì, cái cơ chế để mà mình đi deal với người ta làm thế nào để đạt được cái độ thành công trong việc cái chuyện là một, thứ hai nữa là cái đề cương của mình đủ hay để mình deal với người ta 15%, 18%, 100% hay không, hay là nghĩ theo số sàn của ta là 2%. Rồi khi pitching thì nhà xuất bản cũng có một số cơ chế, ví dụ như người ta đã ok với cái đề cương của các bạn rồi á, thì người ta sẽ có một số cơ chế là total supply, tức là tổng lượng phát hành của lần xuất bản lần đầu tiên là bao nhiêu, là con số bao nhiêu, 1.000 hay 3.000 hay 5.000, là người ta sẽ dự đoán là tác phẩm của bạn sẽ bán được trong vòng bao nhiêu thời gian đó, tức là đó là nghề của người ta. Thì nếu mà các bạn hay quá thì người ta sẽ đề nghị tôi là 10.000, và toàn bộ truyền của các bạn khi đã đi trong cái nhà xuất bản là các bạn hoàn thành tác phẩm rồi đến cho người ta, và toàn bộ truyền PR sản xuất là và trưng bày bán là của họ hết. Cảm ơn Sa, chị nghĩ là những cái chia sẻ của Sa cực kỳ bổ ích á. Gọi là rất là đồng nhiệt lửa cháy. Rõ qua phần chia sẻ của Tâm hay là qua cái phần chia sẻ của anh Sa thì chúng ta sẽ đều thấy rằng là cái kết quả nó quan trọng đó nha. Nhưng mà mình sẽ không phải vì nó, bởi vì nếu mà trước tiên là mình phải quan tâm đến trang viết của mình trước đã. Còn nếu mà mình chưa quan tâm trang viết và chưa kịp ra cái trang viết nào mà mình vội vã phải mê với những cái nét của mình, cuối cùng kể cả các bạn có kết nối được mà các bạn không có một tác phẩm của mình thì các bạn chẳng thể làm gì, lại mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là chỉ nghĩ cái hành trình đầu tiên là cứ như Tâm ấy tức là soi vào bản thân mình, viết những cái trang viết từ tận trái tim mình ha, bằng những cái trải nghiệm, vừa nói một cách văn chương là từ máu và nước mắt của mình. Không, chị nghĩ vậy, chắc chắn sẽ có những cái đêm trắng, những cái nỗi buồn sâu thẳm. Người ta thường rất ít viết ra được từ những niềm vui, đúng không? Khi vui mình không biết được cái gì luôn, nó thường là vậy. Nhưng sao cả các cư, nỗi buồn nó cũng là một phần tuyệt đẹp của cuộc sống. Ngày hôm nay thì chúng ta đến đây và chúng ta trò chuyện với anh Tâm, chắc chắn là sẽ còn nhiều cái câu hỏi nữa. Chỉ xin phép được đọc cùng với các bạn cái phần kết của câu chuyện cá hồi để chúng mình kết lại cái cuộc chuyện này ha. Chịu ha. Tại vì cái phần kết này nó cũng khá khớp với lại cái phần mà Thảo đã mở ra. Cho nên chị nói rằng nó rất là có duyên đó cưng. Sau 2 năm đại dịch, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, còn Sơn thì chuyên tâm ở tu viện. Khi các chuyến bay dần được kết nối lại, tôi quyết định qua thăm Sơn. 2 năm chỉ ở nhà với một người thích đi lại quả là khủng khiếp. Nhưng cũng nhờ những thực tập từ quý sư thầy, quý sư cô là Mai mà tôi bận rộn hơn với một lĩnh vực mới. Nhờ đó thời gian trôi qua nhanh và ý nghĩa hơn. Chỉ mới hơn 2 năm trôi qua nhưng tôi thấy mình khác đi nhiều. Tôi cũng dần quen với cuộc sống một mình, bắt đầu chấp nhận được rằng Sơn đã là một thầy tu. Tôi hiểu được một sự thật rằng đời sống đôi khi sẽ diễn ra theo cái cách mà mình không mong đợi. Nên điều quan trọng là học cách chấp nhận và một cái tâm bình thản trước biến cố. Chúng ta đến đây không phải để thay đổi cuộc sống, mà là để cuộc sống thay đổi chúng ta. Sau tất cả, tôi nghiệm ra một điều rằng bất cứ ai đến với chúng ta trong cuộc đời đều dạy ta một bài học gì đó. Chỉ khi nào ta nhận ra và học được thì sứ mệnh của họ hoàn thành. Sơn dạy tôi bài học về tình thương vô điều kiện. Khi tôi bắt đầu ủng hộ cậu mọi thứ trong khả năng của mình cho con đường mà cậu chọn, cho cuộc sống mà cậu thấy hạnh phúc mà không đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì, lúc đó tôi mới chứng nghiệm được cảm giác bình an đến lạ lùng. Trước đây tôi đến với bất kỳ ai nhân danh tình yêu đôi lứa, nhưng bên dưới mối quan hệ ấy là quá nhiều những điều kiện đặt ra như công việc, thời gian, thể xác. Chúng tạo nên những sợi dây trói buộc vô hình làm ta lẩn quẩn trong ghen tuông và hờn giận.
Còn tình thương vô điều kiện, nó có mùi vị rất lạ, mùi vị của tự do. Sơn trông sáng hơn trước, cái rạng ngời của một người có lý tưởng. Cái sáng này nó không thuộc phạm trù vật chất như da trắng hay đẹp trai, mà nó là cái thần thái toát ra từ ánh mắt, cử chỉ, cốt cách, điệu bộ. Đó là kết quả của một quá trình tu dưỡng mà ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tôi thấy an tâm và vui cho cậu. Lúc chia tay nhau, Sơn tiễn tôi lên xe bus để về lại Bangkok. Trước khi lên xe, Sơn bảo: anh đứng yên và thở ba hơi đi, sau đó mình thiền ôm nhé. Tôi nghe lời Sơn và làm theo. Sau khi thở ba hơi thở trọn vẹn, tĩnh tâm, tôi ôm Sơn với cái ôm của tình máu mù, ruột rà. Hai trái tim chạm vào nhau thật khẽ. Tôi vẫn dõi theo hơi thở của mình đang vào và ra đều đặn. Tôi cảm nhận được hơi ấm và bóc dáng gầy gầy của Sơn sau lớp áo nâu. Chợt ở đâu tất cả mọi ký ức ùa về trong tôi như một dòng thác. Chúng dội mạnh đến nỗi tôi không kịp tự vệ. Tôi cảm giác luồng năng lượng này xuất phát từ dưới bụng và chạy thẳng lên cổ, lên đầu rồi tuôn ra ngoài bằng một tràng nước mắt như thác lũ. Rồi nó tạo nên những tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng. Tôi hoàn toàn chứng kiến được những gì đang xảy ra với mình. Thật lạ lùng. Mọi người xung quanh không hiểu vì sao tôi lại khóc như vậy. Họ chỉ lặng im và chia sẻ. Tôi cảm thấy mình không chỉ đang ôm Sơn, mà tôi còn ôm ấp luôn cả những quá khứ mà chúng tôi có với nhau. Những giận hờn ghen tuông, những hạnh phúc đong đầy, cả nụ cười và nước mắt, những mong ước và chấp nhận của chính mình. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một cái ôm nào sâu sắc như thế trong đời. Khi đã yên vị trên xe, tôi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bỗng, những nút thắt đã được gỡ ra, thay vào đó là sự thông thoáng mênh mông. Vết thương bên trong được chữa lành trong tích tắc. Tôi thực sự cảm nhận được cái mà thiền gọi là đốn ngộ, còn vật lý thì gọi là bước nhảy lượng tử. Các cưng, chúc các cưng sẽ gặp được một cái phút đốn ngộ như thế trong cuộc đời của mình ha. Kể cả em biết đâu cũng có thể gặp là chỉ thích cái đoạn cuối này nữa.